Hello tất cả anh em, đây là series đào tạo từ cơ bản tới nâng cao dành cho tất cả anh em nào đang đam mê nhưng không có kinh phí học, hoặc đã đi học ở nơi khác nhưng mà mình chưa có thể hiểu được hoặc là chưa có đủ kỹ năng, thì chúng ta cùng theo dõi series này nha. Okay, hello tất cả anh em đã quay lại với lại khóa học online tại nhà của Lê Khải Academy. Ngày hôm nay mình sẽ học về tông cự. Các anh em cần chuẩn bị cho mình là một cây tông. Và ở đây mình sẽ lấy một cái cự 4.5 làm ví dụ để mình có thể hướng dẫn dạy cho anh em nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ học cách cầm tông và gắn cự. Đầu tiên mình sẽ để tông vào ở những cái răng và bắt đầu những phần này vào để có thể giữ lại được. Thì anh em có thể biết được là cái phần giá đỡ này, giá giữ này ấy, nó có hai loại, một là bằng nhựa, hai là bằng thép. Ở đây mình có thép, thì khi mà anh em xài thép á, thì nó tuyệt đối 100% sẽ giữ được. Còn nếu anh em xài nhựa thì bắt buộc khi mà anh em cắt, bắt buộc phải dùng một ngón tay để giữ lại. Và tư thế cầm tông của mình sẽ như thế này. Ok, thả lỏng ra, không cầm quá sát cái tông này, thả lỏng ra. Đến khi mà anh em cần gạt cân thì mình sẽ rút lại, mình sẽ rút tay lại, mở lên gạt xuống và lấy ra, mở lên gạt xuống và lấy ra, hoặc là gạt lên hoặc là gạt xuống và lấy ra. Ok, đó là tư thế mình cầm cái phần tông này. Yeah. Đầu tiên thì Lê Khải sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy khung bằng tông cử và lươn. Khi mà anh em dọn khung để mình có thể cắt thì mình sẽ bắt đầu lấy khung nhé. Đầu tiên là khung thấp thì anh em sẽ chọn cái mức cử là tầm độ từ 13 mm là mình có thể lấy. Và mình làm như thế này. Đầu tiên lượt chận một nửa của khung đầu đi xuống tới một nửa khung đầu. Ok, tới một nửa khung đầu nha anh em. Và đây tông mình sẽ đi lên. Cách cầm hướng dẫn rồi thì anh em sẽ cầm như thế này và đánh ra. Mức cử mình gắn vào sẽ tầm 13 mm đổ lên. Đấy, đây là thao tác lượt chặn tới nửa khung đầu, tông đi lên. Anh em lưu ý mình đang cắt khung thấp nhé. Đây là mình cắt khung khung thấp là lại thấp lại cao. Mình dọn là dọn do tóc dài. Khi mà tóc của khách quá dài thì mình sẽ dọn bằng cử để mình rút ngắn thời gian hơn, thay vì phải đưa lượt vào và bắt đầu cắt luôn, hoặc là xả bớt bằng kéo tỉa thì mình sẽ dọn bằng cử luôn để mình rút, có thể rút ngắn thời gian hơn và bắt đầu mình đi tông lượt sau. Ok, còn về phần khung đứng chúng ta sẽ đặt lượt ở phần ngôi 28 đi xuống và bắt đầu tông cử đi lên. Phần này anh em đánh thẳng tay lên nhé. Đây anh em đánh thẳng tay lên như thế này, đánh A thẳng tay lên, lượt chạy xuống để chặn phần tóc ở trên lại và bắt đầu tông cử đi lên để xử lý dọn phần khung đứng. Ok, và kế tiếp đó là mình có cách đánh Z ngược ấy. Thì khi mà anh em đánh thì mình cầm tông cử thì tay luôn luôn có cho củi, hai tay luôn luôn làm việc chứ không để tay này rảnh. Nếu mà tay này rảnh thì anh em đang thiếu sót cái gì đó, nên nhớ lại tay mình sẽ cầm một cái cho củi nhé, để phối hợp với lại tông cử. Đánh Z là phần đánh thẳng tay nói ra ngoài. Anh em sẽ đưa tông thẳng lên và móc ra ngoài. Cố gắng mình luyện tập trên đầu ken và cảm nhận nhé. 3 lần luyện tập thì mình phổi một lần để tập thành một thói quen. Để sau này mình cắt nó sẽ thành một cái thói quen và mình vệ sinh ngay khi mà mình vừa cắt xong phần đó.
anh em lưu ý là tông mình không cầm quá chặt như thế này, nó sẽ bị cứng cổ tay của mình. Mình cầm lỏng ra, lỏng cái tông ra, bịch hết lên. Mình sẽ ít dùng cái cổ tay của mình lại. Sau đó mình sẽ có cách đánh si. Si, si là khi mình đưa vào và vớt ra ở khoảng tốc mà mình mong muốn. Cái này mình nhớ nhé, như thế này, đưa vào đánh dòng cung ra. Thì sau này khi mà anh em đánh những hiệu ứng phây thì mình sẽ đánh những cái kỹ năng này để mình có thể tạo cái hiệu ứng. Ví dụ mình có một bảng màu như thế này thì mình sẽ đánh vào như thế này và vớt ra nối lên. Đây là đánh si. Anh em luyện tập chậm nhé. Đây, phổi đưa vào đánh ra như thế này. Mình luyện tập làm quen tay của mình sẽ dẻo thôi. Quan trọng là anh em bỏ bao lâu thời gian ra để luyện tập nhé. Chạm vào, đánh vào. Ok, tránh trường hợp chạm quá mạnh, đánh đập tông vào đầu khách, thế là chết luôn. Ok.